Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là lễ Tết Tây 1 tháng 1 năm 2020. Thì mình chọn điểm du lịch là thành phố Cần Thơ. Sáng nay mình ghé cái quán cà phê Coffee Cá Coi điểm tâm sáng, cà phê Võng, số 79A1 đường Võ Văn Tiền. Thì mình được biết là cái quán này đang thu hút khách bởi vì vừa mới mở đây không lâu. Có 2, 3, 4 chiếc xe du lịch đang đậu và ghé vào quán cà phê Cá Coi để thưởng thức cà phê và xem cá, đi du lịch. Đây là cổng đi vào của Coffee Cá Coi Mekong Hồ Bơi, số 79A1 Võ Văn Kiệt. Trước quán còn để cái bảng tuyển nhân viên. Thì ai có nhu cầu ở thành phố Cần Thơ, sinh viên vừa học vừa làm, muốn làm thêm thì hãy liên hệ quán để được làm thêm. Thì theo mình được biết thì quán được khai trương được gần tháng đó mọi người. Ngày 19 tháng 9 2019. Số rất là đẹp. Thì mình sẽ tìm số điện thoại cho các bạn để liên hệ, nếu như bạn nào ở thành phố Cần Thơ muốn làm thêm thì liên hệ số điện thoại. Đây là khuôn viên phía bên trong của quán. Đây là cái hàng, những cái bàn chính, những cái ô cá coi. Ủa sao nó ăn nước đá? Nó đỏ mà nó góp đủ thứ. Nó dừng dơ cái muỗng. Dơ, cũng còn muỗng xuống dưới dơ nha. Cho muỗng xuống đưa đi nè. Ủa đây không có bán cái răng bỏ xuống cho cá nữa nè. Bỏ coi nó có bán cái gì. Ghẻ cái tay chị kìa. Nó ghẻ tay chị kìa. Cá to kìa. Mẹ ơi cá to kìa. À, cá to ừ. Mấy con cá nó dạng ghê. Thấy cái bóng, thấy cái bóng tay mình cái nó chồm lên. Đây, con. Nó nghe tiếng con người ta đây, cái nó mua cái đây. Đây mua cho cái kia bò cho cá ăn kìa, để mua cái cá ăn đi cho nó nổi lên kìa. Bỏ cho mình tụng qua mẹ đâu, để cho thôi mẹ. Múc nước đá cho nó ăn hả? Hai em bé đó thò xuống đó chơi cho nên cá nó bu ở đó nhiều, phía bên đây ít.
có một con nhỏ xíu ở dưới. Đây, mình đang đi ra phía ngoài sau. Ở đây là có lẽ đây là cái hồ bơi. Wow, đúng rồi đó. Đây là cái hồ bơi. Có từng bậc thang luôn. Đây là cái hồ bơi. Ở phía bên kia là võng. Thì ở phía trên này á thì được lợp lá. Cái nó gọi là cái sườn á thì là inox sườn nhưng mà lợp lá. Đó, cái hồ bơi đó. Đi thẳng phía sau đó đây là nhà vệ sinh. Giờ quán mới mở gần một tháng cho nên thì còn sơ sài, mà đang trong quá trình trang trí thêm. Đây là phía sau thì có bố trí ăn sáng. Nhưng mà giờ này do mình chạy vòng vòng nãy giờ đi chơi, giờ ghé 9 giờ mấy cho nên hết đồ ăn sáng rồi. Biển xe tứ xứ hết trơn nè mọi người, 95, 59.